Dù em đau nhưng em vẫn nắm đôi bàn tay em yêu thân nhất. Vì em cố chẳng không muốn quên hay không thể quên. Người ta yêu thương nhau lâu lắm, em và anh chỉ thời gian ngắn. Em buồn tay rồi đó, anh đi đi em ở lại đây. Phải làm sao anh mới nhận ra em yêu anh hơn tất cả. Dù là em chưa từng nói ra, một thời gian khi không gặp nhau sẽ trở nên xa lạ. Dù hai chúng ta đã từng yêu, mặc cho là anh đang yêu thương ai, em không cần quan tâm. Vì thời gian qua hai ta xa nhau và em đã đau âm thầm. Và nếu em là người đẹp nhất trên đời, chắc bây giờ em đã không mất anh. Dù cho người ta yêu anh bao nhiêu cũng không nhiều hơn em. Là vì niềm tin em trao cho anh nên ngày hôm nay vẫn còn. Buồn tay khi còn yêu là điều em sợ nhất, vì em vẫn còn yêu anh. Dù em đau nhưng em vẫn nắm đôi bàn tay em yêu thương nhất. Vì em cố chẳng không muốn quên hay không thể quên. Người ta yêu thương nhau lâu lắm, em và anh chỉ thời gian ngắn. Em buồn tay rồi đó, anh đi đi em ở lại đây. Phải làm sao anh mới nhận ra anh yêu em hơn tất cả. Dù là em chưa từng nói ra, một thời gian khi không gặp nhau sẽ trở nên xa lạ. Dù hai chúng ta đã từng yêu, mặc cho là anh đang yêu thương ai, em không cần quan tâm. Vì thời gian qua hai ta xa nhau và em đã đau âm thầm. Và nếu em là người đẹp nhất trên đời, chắc bây giờ em đã không mất ai. Dù cho người ta yêu anh bao nhiêu cũng không nhiều hơn em. Bởi vì niềm tin em trao cho anh nên ngày hôm nay vẫn còn. Buồn tay khi còn yêu là điều em sợ nhất, vì em vẫn còn yêu anh. Mặc cho là anh đang yêu thương ai, em không cần quan tâm. Vì thời gian qua hai ta xa nhau mà em đã đau âm thầm. Và nếu em là người đẹp nhất trên đời, chắc bây giờ em đã không mất ai. Dù cho người ta yêu anh bao nhiêu cũng không nhiều hơn em. Là vì niềm tin anh trao cho em nên ngày hôm nay vẫn còn. Buồn tay khi còn yêu là điều em sợ nhất, vì em vẫn